皆さんこんにちは、ニャフィンです、皆さんどうでしたか？試験はうまくできましたか？合格できそうですか？まあとにかく試験が終わったし、くよくよしてもどうしようもないんですね。だからこれからも皆さんそれぞれのご指針の目標に向かって挑戦を続けてください。では今日ですね、皆さんと一緒に N2 の読解問題をゆっくりと解説していきたいと思います。Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh học tiếng Nhật online cùng Mai Nhật Huyền Sen Sen. Cái kỳ thi năng lực Nhật ngữ tháng 7 năm 2019 thì cũng vừa mới kết thúc 3 ngày thôi đúng không các bạn? Bây giờ dư âm là vẫn còn, bằng chứng là có kha khá các bạn vào inbox cho Sensei để mà hỏi xin cái đề N2 cũng như là thắc mắc một số cái đáp án ở trong đề thi. Thì mình nhận được cái đề thi N2 ở cái dạng chụp ảnh ấy, nó chữ nó rất là mờ cho nên là mình gõ lại sang cái bản Word cho nó dễ nhìn hơn. Và hôm nay thì mình dành một chút ít thời gian để sửa cái đề độ cai trong cái đề tháng 7 năm 2019 này của cấp độ N2 thôi nha các bạn. Và phần độ cai này nó cũng hơi dài cho nên mình sẽ chia thành 3 video. Trong cái khuôn khổ video này mình sẽ gửi đến các bạn cái phần sửa của 5 cái bài đoạn văn đầu tiên của môn đa 10. Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng đi vào bài luôn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái bài đoạn văn đầu tiên trong cái môn đa 10 nha. Mình sẽ đi từ câu hỏi trước nha các bạn. Hisa ni yoru to data bunseki no chikara o tsukeru ni wa dou sureba ii ka? Theo như tác giả thì để trang bị cho mình cái khả năng data bunseki là phân tích dữ liệu thì nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Câu hỏi liên quan đến nên làm như thế nào thì câu trả lời các bạn lưu ý cho cái phần ở phía cuối câu và phần động từ. Phía cuối câu thì ở đây mình thấy có 4 cái phần ở cuối câu này mình sẽ đọc trước trong đáp án nha, mình sẽ đọc trước. Câu số 1 là Saki ni hyo miru you ni shita hou ga ii. Tốt hơn hết là mình nên xem qua cái bảng trước. Saki ni hyo miru you ni shita hou ga ii. Đây, hai cái này là khuyên, lời khuyên giống nhau, câu số 1 và câu số 2. Số 3 là saki ni graph o miru you ni shita hou ga ii. Là mình nên xem cái graph trước. Và dùng bằng thì saki ni graph o miru you ni shita hou ga ii. À, câu số 4 cũng khuyên là mình nên đọc cái graph trước. Như vậy có hai cái từ khó quan trọng mà các bạn phải phân nhóm đáp án trước. Đây là một kỹ năng cực kỳ quan trọng trong đọc cai, đó là phân nhóm đáp án. Ở đây nếu mà các bạn đọc theo từ cái vế phía sau thì các bạn sẽ phân ra thành hai nhóm, đó là nhóm 1, 2 và nhóm 3, 4 ha. Và cái nhóm 1, 2 thì nó cùng một cái, đó là nó khuyên người ta là nên đọc cái hyo trước, cái hyo. À, trong khi đó nhóm 3, 4 thì khuyên người ta là nên đọc cái graph trước. Đấy, graph trước. Như vậy đây là hai cái từ khó quan trọng ở trong bài. Rồi, thì bây giờ mình nói sơ qua một xíu bởi vì cái show và cái graph có nhiều bạn cũng chưa có phân biệt được. Đây các bạn có thể nhìn ở đây, cái này là người ta trình bày thông tin ở hai dạng. Cái phần phía trên ở trong cái table, trong cái bảng này là gọi là cái show này nhé. À, và ở dưới là người ta vẽ ra tức là người ta vẽ ra thành ở dạng biểu đồ, có thể biểu đồ cột hoặc là biểu đồ ra hình quạt ha, kiểu như vậy thì nó trực quan sinh động hơn. Thì cái này gọi là graph. À, cái này gọi là graph. It is cup. Rồi, thì sơ bộ là như vậy. Các bạn phải biết là cái bài này người ta sẽ so sánh giữa hyo và graph. Bây giờ mình sẽ đọc lướt nhanh ha. 一般的に hyo とグラフではグラフの方がすぐに特徴を見つけやすいと言えます。À, nói một cách thông thường ấy, thì giữa bảng và dạng biểu đồ ấy, thì cái dạng biểu đồ ấy, là có thể nói rằng là dễ tìm ra cái tục cư trồ ngay, tức là nhìn tìm ra cái đặc trưng ngay. Đó cơ là tùy tệ, mitsuketa tokucho ga hontou ni imi ga aru tokucho ga dou ka tannaru sakkaku dewa nai no ka. Graph o mita koto de senryukan o motte shimatta ato de wa kensho ga muzukashii deshou. À, thế câu này đó cơ là tôi có nghĩa rằng là
Nói như vậy thôi, mặc dù vậy, dẫu vậy đi chăng nữa, tức là mặc dù là phía cái đó phương mình nhìn vào mình sẽ dễ tìm ra cái đặc trưng ngay, nhưng mà cái đặc trưng tục cư chùa, đúng không? Cái đặc trưng mà mình đã phát hiện ra đó có thực sự là nó có phải là cái đặc trưng mà có ý nghĩa hay không? Hay là nó chỉ đơn thuần là một cái sặc cắt cư mà thôi? Hay đơn giản nó chỉ là một cái sặc cắt cư mà thôi? Thì sặc cắt cư ở đây người ta giải thích cho mình đó là kanchigai. Kanchigai là một cái sự hiểu lầm hay là một cái sự ngộ nhận. À, thì grafu mita koto de, đây mình có cấu trúc là koto de là thông qua. Thì thông qua cái việc mà mình nhìn cái grafu, à, cái biểu đồ ấy, thì mình có một cái senyu cần. Ở đây senyu cần người ta giải thích là một cái omoikomi. Omoikomi là gì ạ? Một cái định kiến ngay từ đầu, tức là mình chỉ mới nhìn lướt qua thôi nhưng mình đã áp đặt một cái thành kiến hoặc là một cái định kiến như vậy. À, nó không phải là một cái quan điểm khách quan sát với thực tế mà nó chỉ là một cái chủ kiến, nó mang cái màu sắc là thành kiến hay là định kiến ha. Thì như vậy là khi mà vì mình xem cái đó phương cho nên là mình đã mang một cái định kiến. À, thì sau khi như vậy thì sau khi mà mình đã lỡ có cái định kiến rồi ấy, thì kensho ga musukashii desu, thì cái việc mà mình kiểm chứng nó sẽ rất là khó. Nhưng mà khi mà các bạn đọc hết cái đoạn một rồi thì các bạn phải biết rằng là ý của tác giả là không có khuyến khích người ta là đọc thông tin qua cái grafu, đúng không ạ? Bởi vì nó sẽ dễ gây cho người ta một cái sakkaku, tức là những cái sự ngộ nhận, hay là cái senyu cận là cái những cái định kiến sai lầm. Đó có là cô sổ. À, chính vì lẽ đó thì sau này sẽ là cái lời khuyên của tác giả. Mazu wa tokucho mitsukenikui hyo o nagamete data bunseki surukoto ga dokkaijoku o takameru ue de wa taijitsu desu. Ok, cái câu này rất là dài và mình thấy trợ từ ga nằm ở đây, như vậy chủ ngữ của mình sẽ là koto. Nani nani koto ga dokkaijoku o takameru ue de wa taijitsu desu. Thì cái việc này là cái việc gì? Cái việc mà mình phân tích dữ liệu sau khi mà mình ngắm qua cái bảng á nha, cái bảng hả? Và cái bảng là cái gì? Cái mà tokucho o mitsukenikui. Bảng là một cái thứ mà khó tìm ra cái đặc trưng của dữ liệu. Thì mình đầu tiên mình phải ngắm qua cái bảng đó rồi mình phân tích dữ liệu. Thì cái điều này là một cái điều nó thesis rất là quan trọng khi để mà mình nâng cao cái kỹ năng đọc hiểu, tức là kỹ năng giải mã dữ liệu á các bạn. Tức là như vậy, đọc đến đây là đã biết là tác giả muốn khuyên người ta là gì. Đầu tiên là bạn hãy đọc cái show trước chứ không phải là cái graph trước. Đến đây thì các bạn có thể loại được hai cái đáp án số 3 và số 4 rồi, đúng không ạ? Số 3 và số 4 mình có thể loại được rồi, giờ chỉ còn số 1 và số 2 thôi. Số 1 và số 2 vế sau là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau ở vế một, ở cái vế đầu thôi. Thì vế đầu là cái gì? Tokucho ga mitsuke yasui node, bởi vì dễ tìm ra đặc trưng cho nên là tốt hơn hết là bạn hãy nhìn cái bảng trước. À, và ở dưới này là bởi vì bạn có thể tránh được cái omoikomi, tức là tránh được cái định kiến, cho nên bạn hãy xem cái bảng trước. Như vậy lý do quan trọng là ở chỗ cái lý do này nè. Các bạn phải tìm ra được cái lý do tại sao cái bảng có phải là cái dễ tìm ra tokucho không các bạn. Ở trên này người ta thấy này, cái dễ tìm ra tokucho là cái gì? Cái grafu no hou ga sugu ni tokucho mitsuke yasui. Tokucho mitsuke yasui là của grafu chứ không phải là của hyo. Như vậy cái lý do số 1 này là không hợp lý và mình đã chọn được cái đáp án của mình là số 2. Các bạn không cần đọc hết cái bài này. À, không cần đọc hết cái bài này, đúng không ạ? Đấy, bởi vì có thể tránh được cái định kiến cho nên tốt hơn hết là đầu tiên bạn nên xem qua cái bảng trước. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp để các bạn có được một cái sự hiểu rõ về cái đoạn văn này nhé. Thì đây, soして hyo no data o yomu chikara o migaku koto de. Ở đây mình có cấu trúc koto de là e koto de. À, yagate grafu de no sakkaku o sakeru nōruku mo takamarimasu. Thì thông qua cái việc là trao dồi khả năng đọc
tức là giải mã những cái dữ liệu ở trong cái bảng mà nani nani no chokku motta kamarimasu, mà cái năng lực gì đó nó sẽ được tăng lên. Và năng lực này là năng lực gì? Năng lực mà tránh những cái sakaku ở trong graph, là tránh những cái sự ngộ nhận, cái sự hiểu lầm ở trong cái biểu đồ, nó sẽ tăng lên. À, tức là khi đọc biểu đồ thì bạn sẽ có xu hướng là dễ bị hiểu lầm, dễ hiểu lầm. Cho nên để mà tránh được hiểu lầm đó thì bạn đầu tiên là bạn hãy đọc qua cái show trước. Cái show là cái mà tokujo cho là mitsuke nikui, rất là khó để mà tìm ra đặc trưng, được không ạ? Ii desu ka? Rồi, à, như vậy đáp án cuối cùng cho bài đoạn văn đầu tiên sẽ là nibang. Rồi, mình sang bài tạm bừng thứ hai trong môn đài 10 nhé. Câu hỏi của mình là gì đây? Tokubisten seto kau to nani ga dekiru ka? Khi mà bạn mua cái tokubisten seto thì bạn sẽ làm được những cái điều như thế nào? Thì cái câu hỏi này, từ khóa của mình nó liên quan đến cái phần này, đó là tokubisten seto và nani ga dekiru ka, có thể làm được cái gì. Thì khi mà câu hỏi người ta hỏi là có thể làm được cái gì thì trong cái đáp án các bạn hãy chú ý cho sensei cái phần động từ nha. Cái phần động từ thì ở đây mình thấy câu số 1 thì động từ đó là niujo deki. À, niujo deki. À, cả bốn cái đáp án đều là liên quan đến niujo deki hết. Nếu mà các bạn đọc lướt qua bốn đáp án, đúng không, là có thể vào cổng gì gì đấy. Bây giờ câu số 1 mình phải đọc lướt qua. Đối với cái phần này là cái dạng mondai mà người ta đóng trong khuôn mất, nó là mondai liên quan đến tìm kiếm thông tin. Các bạn phải có khả năng loại suy đáp án và phân nhóm đáp án, cũng giống như cái câu số 53 mình đã hướng dẫn. Thế câu 54 này các bạn đọc lướt qua thì đáp án các bạn có thể phân thành các nhóm. Số 1 này, kakushisetsu ni ikkai zutsu niujo deki. Câu số 2 cũng là kakushisetsu ni ikkai zutsu niujo deki. À, tức là có thể vào cổng, vào mỗi cái cơ sở ấy. À, bước à, có thể vào mỗi cái cơ sở là một lần thôi. Tức là mỗi cơ sở thì được vào một lần, và mỗi cái địa điểm, mỗi cái trung tâm thì chỉ được vào một lần thôi. Số 1 và số 2 là đều giống nhau ở cái vé thứ nhất. Cái vé thứ hai là nankai demo niujo deki, nankai demo niujo deki, tức là có thể vào bao nhiêu lần cũng được, đúng không ạ? Như vậy tạm thời là đối với cái vé thứ nhất mình sẽ phân ra thành hai nhóm, là nhóm 1, nhóm 2 và 3, 4. Bây giờ thì mình sẽ xem thử là cái niujo và kakushisetsu, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đọc nhé. Từ khóa của mình liên quan đến cái phần gọi là tokubisten seto, ですね? Tokubisten seto. Hai. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc ở đây. Mình sẽ đọc ở trong cái phần này bởi vì từ khóa nó nằm ở trong cái đoạn thứ hai. Mata. 文化施設供する要件に特別店割引チケットをつけた特別店セットも販売いたします。Ngoài ra thì chúng tôi cũng có bán cái combo triển lãm đặc biệt gì đấy. Thì 特別店のご入場には通常1回1000円かかりますが。Thì cái việc vào cổng của cái triển lãm đặc biệt này thì thông thường ấy là sẽ mất phí là 1000 yên cho một lần vào cổng. Thế nhưng mà tokubisten seto では各施設の特別店の中から一つに限り割引価格で一回入場できます。Thế nhưng mà với cái tokubisten seto này thì bạn có thể niujo, có thể vào cổng một lần. Một lần nhé. Ở đây người ta nhấn mạnh cái chữ một lần này các bạn. Như vậy mình thấy cái khả năng mà nâng cài đến mùa là của cái câu số 3 và số 4 này là khả năng là không đúng, đúng không ạ? Ikkai niujo dekimasu, có thể vào cổng một lần với một cái mức giá khuyến mãi này, waribiki kakaku, đúng không? À, và chỉ giới hạn trong một trong các cái tokubisten, một trong những cái triển lãm đặc biệt của mỗi cái shisetsu mà thôi. Như vậy ở trong mỗi cái shisetsu này cũng chỉ được chọn một cái triển lãm đặc biệt để mà vào cổng với một cái mức giá ưu đãi, chứ không phải là vào tất cả các cái shisetsu luôn. À, như vậy đầu tiên thì mình sẽ loại những cái đáp án
liên quan đến là ikai hay là nankai để mổ trước ha. Ở đây thì mình thấy là chỉ được vào một lần thôi, cho nên câu số 3 và số 4 là mình loại nè. Số 3, số 4 là sai một cái vé đầu tiên rồi thì không cần đọc cái vé phía sau nữa. Bây giờ giữa số 1 và số 2 thì mình thấy cái vé thứ hai nó sẽ khác nhau ở đâu? Mình sẽ chiếu lên cái phần home bưng để mà đối chiếu cái phần khác nhau ha, đặc trưng giữa đáp án số 1 và đáp án số 2. さらに割引価格で特別店で1回ずつ入場できる。À, tức là có thể vào cổng một lần. À, vào cổng một lần. À, vào cái à, vào vào các cái cơ sở ha, mỗi cơ sở thì được vào một lần. Jitsu này có nghĩa là vậy. Thêm vào đó là có thể vào cổng mỗi một cái tokubetsuten là vào được một lần với một cái mức giá ưu đãi. Thì chỗ này các bạn nhìn thấy ở trên này không phải là với mỗi tokubetsuten là được vào một lần, bởi vì nó nằm ở cái chữ jitsu này nè. Jitsu này có nghĩa là mỗi có nhiều tokubetsuten và mỗi tokubetsuten mình sẽ được vào một lần, thì nó khác với lại cái phần honbu người ta trình bày ở đây là chỉ được chọn một trong các tokubetsuten. Đấy, chứ không phải là cái tokubetsuten nào cũng được vào và mỗi cái được vào một lần. Nên câu số 1 này là mình thấy cũng sai luôn, đúng không ạ? Câu số 1 này cũng sai luôn nha. À, và câu số 2 thì sao? さらに割引価格で特別線のうち一つに一回入場できる。Như vậy câu này chính xác hơn đúng không? Chỉ có thể vào cổng một lần cho một trong số các tokubetsuten với một cái mức giá ưu đãi, với một cái mức giá khuyến mại. Vâng, như vậy đáp án của mình sẽ là 2번. いいですか? Rồi, chúng ta đi vào cái phần tạm bừng số 3 trong môn đài 10. Câu hỏi của mình là gì đây ạ? 筆者は論文を書くのに大切なことは何だと考えているか? Tác giả nghĩ rằng để viết một cái bài luận văn thì cái điều quan trọng là điều gì? Như vậy câu hỏi là liên quan đến 大切なことは何だ? Khi mà người ta hỏi cái điều gì quan trọng thì các bạn lưu ý cho cái phần quan điểm của tác giả. Nó nằm ở phần những cái phần mà cuối cuối của cái đoạn văn. Thì cái phần đó là tác giả muốn nhấn mạnh nhất. Ha. Thì mình sẽ lưu ý cho những cái phần cuối này. Nhưng để hiểu được cái phần này thì các bạn cũng phải đọc qua những cái phần ở phía trên. Nó cũng chỉ có 6 dòng thôi. Nhưng mà cái phần mấy cái phần tam bương này thì UCC cũng nhắc trước với các học viên của mình, đó là lúc nào các bạn cũng phải xác định tinh thần là mình phải đọc hết. Hay, 論文というものは書くものである. Cái luận văn thì đó là một cái thứ mà mình viết lách ha, là mình viết. Atarimae no koto da ka. Đây là một cái điều hiển nhiên không ai chối cãi. Nhưng mà kore wa kanjin na koto de aru. Thì cái việc viết lách này đó chính là cái điều cốt lõi trọng tâm của một cái luận văn. Kanjin có nghĩa là totemo taisetsu. ということは, yoromon o kaku tame ni wa kotoba ni binkan de nakereba naranai ということで aru. Thì ở đây mình có cái cấu trúc là ということは何々ということである. A ということは B ということである. Đây là cấu trúc giải thích. Có nghĩa là điều đó có nghĩa rằng là bình căng để nào kể để bạn ra lại. Bạn phải bình căng, tức là bạn phải nhạy cảm với ngôn từ. Yoi rong bưng ngô khắc cơ thăm hình. Và để viết được một cái luận văn hay thì bạn phải nhạy cảm với ngôn từ. Rồi thì ngang đây mình thấy có vẻ như cái việc nhạy cảm với ngôn từ là cái điều quan trọng đúng không ạ? À, nhưng mà nó vẫn còn mơ hồ quá, thì đọc thêm nhé. Shikashi, shikashi là cái phần mà có vẻ là nó lồng ghép cái quan điểm của tác giả vào. Mình bắt đầu chú ý từ cái đoạn này nha. Tuy nhiên, それは必ずしも何か特別な最もらしい言葉をうまく見さおれなければいけないということではない。Ở đây mình lưu ý cho các bạn cái cấu trúc là 必ずしも何々ということではない. Điều đó không có nghĩa rằng là. Nhưng mà điều đó là cái gì? Là cái việc mà nhạy cảm với ngôn từ này này. Nó không có nghĩa rằng là bạn phải. Cho này chữ thao trong thao tác thì mình có thể dịch đó là xử lý ha, một cách khéo léo những cái ngôn từ mà nó như thật.
và nó đặc biệt. Tức là bạn không cần phải xử lý ngôn từ cho thật đặc biệt, cho thật chất, bạn không cần phải làm cái điều đó. Như vậy sẽ có một cái điều gì đó nó còn quan trọng hơn cái việc là bạn sử dụng những ngôn từ một cách đặc biệt, đúng không ạ? Vâng. Mushiro. À, đây là một cái từ khó, gọi là một cái liên cái từ rất là đắt nha các bạn, rất là đắt, bởi vì mushiro nó hay dùng trong những cái lối nói mang tính so sánh giữa hai cái A và B. Người ta hay nói là A yori mushiro B no hō ga nani nani, thì cái B mới là cái điều mà người ta muốn nhấn mạnh hơn. Thì cái thông tin đứng ở phía sau mushiro chính là cái thông tin mang tính quan trọng và mang tính nhấn mạnh hơn so với thông tin ở phía trước đó. Như vậy chắc chắn là đáp án của mình nó sẽ nằm trong cái khu vực này. Rồi. Mushiro jibun no minitsuita fudan wa nanige naku tsukatte iru ni suginai youna kotoba o ichi ichi shikkari to torae naoshi sono imi o jibun ni totte tashika na te kotae no aru mono ni shite yuku ということ である. Một cái câu rất là dài mà không có trợ từ ga, đúng không các bạn? Không có trợ từ ga làm sao biết chủ ngữ nó nằm ở đâu? Do cái mushiro này á, nó sẽ đi với lúc nãy sensei có nhắc với các bạn rồi, đó là gì? Cái dạng là ai yori yori. Mushiro mushiro bị gì đó thì có nghĩa là so với A thì là ngược lại B thì nó lại gì gì đó hơn, lại gì đó hơn. Như vậy cái phía sau này thường ấy mình nên đưa về thành là danh từ thì nó hợp lý hơn hả các bạn? À, tức là thì cái danh từ, tức là cái đối tượng N2 ở phía sau này nè, nó quan trọng hơn cái N1. Ở trong này mình thấy người ta kết thúc cái câu này bằng một cái gọi là tuyukoto de aru. Như vậy cái cô tổ này mình tạm đặt cho nó là cái cô tổ thứ hai, đúng không ạ? Vậy cái cô tổ ichi là cái gì? À, ở đây đúng không? Nani nani cô tổ đấy vào này. À, như vậy các bạn đã có thể có được một cái nhìn tổng quan về cái mạch văn rồi. Tức là để mà viết được một cái luận văn hay thì bạn phải binh căng với ngôn từ, tức là bạn phải nhạy cảm với ngôn từ. Nhưng mà cái việc nhạy cảm với ngôn từ này nó không hẳn là cái cô tổ ichi này, mà nó là cái cô tổ ni cơ. À, cô tổ ichi là cái gì? Là cái việc mà bạn không phải là bạn phải xử lý cho nó khéo léo những cái ngôn từ đặc biệt, mà đó là cái việc này. Thì cái việc này là bắt đầu mình sẽ đọc trong cái câu này nhé. Jibun no minitsuita là trang bị cho bản thân mình. À, fudan wa nanige naku tsukatte iru ni sukinai, tức là đơn thuần là ngày thường bạn sử dụng nó một cách nanige naku, ở đây là ishikishinai, một cách vô thức. À, tức là bạn sử dụng một cách bâng quơ thôi, trong vô thức thôi. À, ngang đây là xong một câu nhưng mà ta không chấm câu thì kết thúc bằng danh từ của tổ bạn cho mình. Đây là cái danh từ chính của mình ha các bạn. Danh từ chính mình sẽ dịch từ cái danh từ này trước. Mushiro nani nani kotoba o ichi ichi shikkari to torae naoshi. Mình có cái động từ toraeru có nghĩa là xem xét, nhìn nhận, mà nó đi với cái tiếp vị ngữ naoshi này có nghĩa là nhìn nhận lại, xem xét lại một cách shikkari, tức là một cách nghiêm túc, một cách nghiêm túc. Xem xét lại cái gì? Nani o? Những cái ngôn từ mà bạn đã gọi là minitsuita, có nghĩa là bạn đã trang bị cho mình, à, những đang trang bị cho mình, mà đơn thuần là bạn sử dụng hàng ngày một cách bâng quơ thôi. À, bạn hãy nhìn nhận, bạn hãy xem xét lại những cái ngôn từ này một cách kỹ lưỡng và ichi ichi nhất nhất này, có nghĩa là từng từ, từng khái niệm một. Bạn bình thường bạn hay sử dụng những khái niệm nào thì bây giờ bạn hãy xem xét lại những cái khái niệm đó một cách kỹ lưỡng, nghiêm túc, từng từ, từng khái niệm một. その意味を自分にとって確かなて答えのあるものにしてゆく. Ngang đây là xong một câu. Đây cũng xong một câu đúng không các bạn? Shite yuku có nghĩa là, và ở đây mình có cái cấu trúc là N1 o N2 ni suru. N1 là その意味を何々ものにする, có nghĩa là biến những cái ý nghĩa đó là ý nghĩa gì? Ý nghĩa của những cái khái niệm mà bạn hay sử dụng thường nhật một cách vô thức đó
thành những cái thứ mà tekotae no aru. Dưới này người ta giải thích cho các bạn là tashikana tekotae no aru, có nghĩa là kakushin no motteru, có nghĩa là jishin no motteru mono, biến nó thành những cái thứ mà bạn có tự tin. Tức là bạn sử dụng những cái ngôn từ như thế nào hàng ngày, thì bạn hãy nhìn nhận xem xét lại nó từng từ một, từng khái niệm một, một cách kỹ lưỡng. Và bạn phải đảm bảo rằng là tất cả những cái ý nghĩa sắc thái của những cái ngôn từ đó, của những cái khái niệm đó, bạn đều nắm vững, bạn đều có cái sự kakushin, tức là có cái sự tự tin đấy. Dùng từ nào thì chắc từ đó, chứ bạn không cần phải dùng những cái ngôn ngữ, những cái ngôn từ đặc biệt để có thể viết được một cái luận văn hay. Đó là cái ý mà tác giả muốn nhấn mạnh. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần đáp án. Câu thứ nhất. Ookuの言葉を正確に使えるようにすること. Cái điều quan trọng đó là bạn phải yoniする, có nghĩa là cố gắng làm sao đó để mà có thể sử dụng một cách chính xác nhiều, nhiều từ, nhiều khái niệm. À, cái bài này người ta không có khuyên các bạn là phải dùng cho thiệt nhiều từ, đúng không ạ? Không có khuyên mình là hãy cố gắng sử dụng cho được nhiều từ. Cho nên ý này không có trong bài, mà mình loại câu đầu tiên nhé. Số 2. 特別な言葉を日常的に使えるようにすること. Đó là bạn phải cố gắng. À, cố gắng làm gì đây? Cố gắng sử dụng. Sử dụng cái gì? 特別な言葉, những cái khái niệm đặc biệt, những cái ngôn từ đặc biệt mà hàng ngày, tức là sử dụng hàng ngày, là ngày nào phải sử dụng những ngôn từ đặc biệt. Thì cái ý này là nó đi ngược lại cái ý mà tác giả muốn nhấn mạnh ở trên này. Người ta nói này, điều đó không có nghĩa là bạn phải xử lý cho khéo léo những cái từ từ ngữ đặc biệt mà cho nó thật là chắc. Không cần phải làm cái việc đó. Câu thứ hai loại luôn nhé. 3番. 新しい言葉の意味をしっかりと捉えること. Ở đây nó có cái từ khóa ha, gần giống với lại cái nội dung ở trong bài. Thì các bạn đa phần là bị bẫy thì sẽ bẫy vào câu số 3 hoặc là câu số 4, bởi vì nó có cái từ khóa liên quan đến từ khóa mà người ta dùng trong bài, đó là từ khóa toraeru. À, toraeru là xem xét một cách cẩn trọng, một cách nghiêm túc cái ý nghĩa của những cái từ mới, của những cái khái niệm mới. Thế nên người ta chỉ khuyên mình là hãy nhìn nhận xem xét lại cho nó cẩn thận kỹ lưỡng những cái ngôn từ, những cái kotoba mà ngày thường bạn sử dụng một cách vô thức, chứ không phải là một cái từ ngữ gì mới cả. Từ đây là những cái kotoba mà bấy lâu nay bạn đã sử dụng rồi, nó không có mới. Atarashiku nai. Như vậy câu số 3 cũng sai luôn. À, nhân bằng nichijou tsukatte iru kotoba no imi o tashikame nagara tsukau koto. Đó là cái việc mà bạn phải tashikame. Tashikame này có nghĩa là kakunin suru, xác nhận. Bạn phải xác nhận lại ý nghĩa của những cái ngôn từ mà bạn sử dụng hàng ngày. Vâng, đúng là như thế. Bạn phải xác nhận lại những cái ngôn từ mà bạn sử dụng hàng ngày trong vô thức. À, bạn vừa xác nhận lại mà bạn vừa sử dụng nó. Như vậy, đáp án chính xác cuối cùng của mình sẽ là do mật. Ideska. Hãy tsugi. À, mình sang phần tam bưng thứ tư nha các bạn. Câu hỏi là この メール で最も伝えたいことは何か? Trong cái đoạn văn, à, trong cái bức email này thì cái điều mà tác giả muốn truyền đạt nhất, mà người viết muốn truyền đạt nhất đó là gì? Thế là hỏi cái mục đích chính, mục đích lớn nhất ha, cái thông điệp lớn nhất mà người ta muốn truyền đạt nhất qua cái đoạn văn này là gì? Qua cái bức email này là gì? Cái này nếu mà nói về làm bà mẹo ấy, thì mình cũng có nhắc với các bạn là lưu ý những cái chỗ mà nó liên quan tới các cái thể cầu khiến, ví dụ như là te kudasai hay là onegaishimasu. À, thì ở đây mình thấy trong cái đoạn này, phần honbun nó bắt đầu từ chỗ này cho đến chỗ này, thì mình có cái onegaishimasu nó nằm ở cuối câu. Gojikai kudasai masu yo onegai itashimasu. Vâng, xin là quý công ty hay là quý vị gì đó hãy là hiểu cho chúng tôi. Như vậy thì cũng rất là mơ hồ đúng không ạ? Rồi, thì bây giờ mình sẽ lướt qua cái phần đáp án xem có thể phân loại được không. Đọc qua đáp án thì mình thấy không có phân nhóm đáp án được. Nhưng mà có một cái từ khóa, nếu các bạn để ý, đó là cái từ khóa nohin. Nohin, như vậy nó liên quan đến cái việc là giao hàng, liên quan đến cái việc giao hàng đúng không ạ?
Và khi các bạn tiếp cận với một cái bức email thì một cái thông điệp quan trọng là các bạn phải đọc cái phần kèm mẹ. Phần kèm mẹ này nó cũng có nói qua về cái ý chính của cái bức mail này. Đó là về cái việc đặt hàng cái sản phẩm là 8QPS1 gì đây, speaker, cái bộ loa này. À, rồi, thôi mình đi vào trong cái phần home bưng luôn nhé. この度はスピーカー 8QPS1 1以来20台をご注文いただきありがとうございました。Rồi, này thì cảm ơn quý khách là hôm nọ đã đặt cho chúng tôi là 20 cái cặp 20 cái bộ loa. Có cái mã số sản phẩm như vậy. 同期は4月の発売以来予想以上の売れ行きが続き、製造が追いついておりません。Thì Loki này có nghĩa là この機械. Thì cái sản phẩm này á là kể từ lúc mà chúng tôi tung ra thị trường từ tháng 4 tới bây giờ thì cái Ureyuki, tức là cái tình hình bán ra của cái sản phẩm, là nó tiến triển vượt quá cái sự gọi là kỳ vọng. Không phải, Yosho này có nghĩa là vượt quá cái dự đoán của chúng tôi. Cho nên là cái việc chế tạo nó không có đuổi kịp cái order, tức là cái việc đặt hàng. Rồi, 現在海外の工場でも対応しておりますが, hiện nay thì ở các cái công xưởng ở nước ngoài thì người ta cũng có thể đáp ứng được. Thế nhưng mà ご指定の期日6月28日, xin lỗi các bạn, cái chỗ này á, nó là không phải là chữ T mà nó là chữ D. Deno, các bạn sửa lại dùm CC nhé. Deno 納品は難しい状況です。cái là hiện tại thì các cái công sở nước ngoài thì người ta có thể đáp ứng được, nhưng mà cái việc 納品 tức là cái việc giao hàng vào cái ngày 28 tháng 6, tức là cái kỳ hạn mà quý công ty đã shite, tức là đã chỉ định đó, là muzukashi jōkyō desu, ở trong một cái tình trạng rất là khó. Tóm lại câu này có nghĩa rằng là chúng tôi không thể giao hàng cho quý vị cho kịp. Ngày 28 tháng 6 là cái ngày mà quý vị đã chỉ định. Đây. Nōhin kanōshiki wa kōngetsu chūjun ni aratamete oshirase itashimasu. Và cái thời hạn mà chúng tôi có thể giao hàng thì chúng tôi sẽ thông báo lại, aratamete có nghĩa là mui chi độ, chúng tôi sẽ thông báo lại vào trung tuần của tháng này. Cái thời điểm gửi thư là ngày 5 tháng 6, như vậy khoảng giữa tháng là chúng tôi sẽ thông báo lại cho quý vị cái đích xác, cái ngày nào giờ nào chúng tôi có thể giao hàng. Đấy. 大変申し訳ございませんが、ご理解くださいますようお願いいたします。Chúng tôi rất là lấy làm xin lỗi, nhưng mà xin quý công ty hiểu cho chúng tôi. Như vậy cái mục đích lớn nhất là để thông báo rằng là chúng tôi không thể giao hàng kịp cái deadline mà quý vị đã shite, tức là đã chỉ định. Mục đích lớn nhất là như vậy, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần đáp án câu số 1 này. 8QPS1 の納品費、納品日が今月中旬になること。Tức là cái ngày giao hàng của cái sản phẩm này nó sẽ là giữa tháng. Cái này sai rồi ha, chắc chắn là không có bạn nào chọn câu này rồi, phải không? Thứ hai, HQBS 1 の納品が可能かどうかは今月中旬に知らせること。Đó là cái việc thông báo vào giữa tháng này rằng là cái việc giao cái sản phẩm này là có thể được hay không. Tức là cái việc mà có thể giao sản phẩm này hay không. Các bạn nhìn thấy nhé, cái mục đích lớn nhất, cái thông điệp lớn nhất mà người ta muốn truyền tải qua cái bức email này là gì? Đó là thông báo cho người ta. Thông báo, đúng không? Vì vậy mình có cái động từ thông báo là động từ quan trọng ở đây nè. Thông báo, ở đây thông báo cái gì? Thông báo cái việc rằng là nohin này nó có kano ka doka, tức là nohin ga dekiru ka doka. Đây liệu có phải là cái mục đích lớn nhất không? Cái việc mà nohin được hay không được là mình biết rồi, đúng không các bạn? Được, chắc chắn là sẽ được, nhưng mà nó sẽ không kịp vào cái ngày mà quý vị chỉ định thôi. Chứ còn mà đích xác là cái ngày nào thì chúng tôi sẽ thông báo lại.
Như vậy cái việc thông báo này đó là thông báo cái thời điểm đích xác này các bạn này. Nohinka no jiki, jiki. Lưu ý cái chữ này nhé, jiki, tức là cái thời hạn nhé. Chứ không phải thông báo là có thể giao hàng được hay không. Giao hàng được là điều chắc chắn rồi, nhưng mà giao lúc nào kia mới là quan trọng. Đấy. Như vậy câu số 2 là sai luôn. Rất nhiều bạn chọn cái đáp án số 2 và chất vấn mình khi mà mình đưa cái đề lên, thì các bạn nói là tại sao câu số 2 lại đúng. À, thì ở đây mình giải thích luôn để các bạn biết được. Bởi vì có một cái kiến thức mà các bạn nên trang bị cho mình là cái này, những học viên của Sensei thì chắc chắn là các bạn nắm rất là vững rồi. Đó là một cái câu mà nó kết thúc bằng cà, thì chức năng ngữ pháp của nó trong câu đóng vai trò như một danh từ. Như một danh từ, tức là cái việc là có thể giao hàng được hay không. Cái đối tượng, cái nội dung để mà người ta shiraseru chính là cái này. Nhưng mà đây rõ ràng không phải là cái nội dung mà người ta sẽ shiraseru. Ở đây nội dung shiraseru chính là cái nohinka no jiki, thời hạn có thể giao hàng, chứ không phải là có thể giao hàng được hay không. Đấy, như vậy câu thứ hai là sai rồi nhé. Đa phần các bạn bị bẫy cái câu này. 3번 89BS1を 指定の納品日に納品できないこと. Đó là cái việc mà không thể giao hàng vào đúng cái ngày giao hàng đã được chỉ định. Chính xác là câu này. Mục đích lớn nhất là để thông báo cho quý vị là chúng tôi sẽ không giao kịp cái ngày 28 tháng 6 đâu. Mà đích xác là có thể giao được ngày nào, chúng tôi sẽ thông báo lại vào trung tuần tháng 6. いいですか? Rồi đọc thêm câu số 4 nữa nha. A89BS1が 予想以上に売れていて. Đấy, cái sản phẩm này là được bán chạy quá mức so với dự đoán. Và 注文を受けられないこと. Và chúng tôi không thể nào nhận tiếp cái order. Thì cái này, ý này hoàn toàn không có trong bài. Rất là dễ dàng để các bạn loại được đáp án số 1 và đáp án số 4. Nhưng mà không phải dễ để mình có thể loại được giữa đáp án số 2 và đáp án số 3. Đúng không ạ? Thì một trong những cái đây là một trong những cái kỹ năng khó trong phần đọc cài, nó không phải là các bạn chỉ cần đọc hiểu hết, mà các bạn phải có cái khả năng là loại suy đáp án. Mà để loại suy đáp án thì các bạn phải đi tìm ra được cái từ khóa quan trọng nhất trong cái đáp án đó. Ở đây cái chữ shiraseru này nó có dính đến cái từ khóa trong đoạn văn ở trên. Đây, shiraseru này. À đúng rồi, để thông báo. Đúng rồi, trung tuần tháng này cũng có luôn từ khóa này luôn. Và nó làm tạo cho các bạn một cái ảo tưởng, một cái sự hiểu lầm rằng là à, từ khóa này nó có ở trên bài, nó cũng có luôn cả cái chữ nohin luôn. À, nhưng mà các bạn lại thế là ok, có hết những cái từ khóa đó. Như vậy thì cái từ khóa quan trọng mà mình cần phải đối chiếu đó là cái cụm này nè, kano kadoka. Đấy, gọi đây là kano jiki, chứ không phải là kano kadoka. Như vậy câu này nó có vấn đề. Và khi các bạn đã thấy câu này có vấn đề rồi thì các bạn dễ dàng là xoáy vào cái đáp án số 3 hơn. Đấy, được không ạ? Rồi, bài đoạn văn cuối cùng trong môn đài số 10. Câu hỏi của mình là gì? Hisa no kangae ni ao no wa dore ka? Đâu là cái đáp án thích hợp với suy nghĩ của tác giả? Tức là đây là cái dạng câu hỏi liên quan đến quan điểm của tác giả đây các bạn. À, thì nhìn qua thì mình thấy là không có shikashi này nọ, đúng không? Đối với cái dạng câu hỏi mà liên quan đến quan điểm của tác giả thì mình lưu ý cho các bạn một số cái từ khó như vậy. Nhưng mà ở đây không có thì mình chắc là phải đọc hết rồi để xem là có thể loại phân nhóm được đáp án hay không. Ok, mỗi đáp án là một vẻ. Thôi đọc nhé. Shiai ni dashite moraenai, không thể, tức là không được cho ra thi đấu. À, kantoku ya coach to aisho ga warui, tức là không có hợp tính khí với lại huấn luyện viên, à, hay là ông bầu, hay là người quản lý, kiểu như vậy. Tekki no senshu no kata ga no hou ga hiki sarete iru, thì cầu thủ của cái đội đối thủ, tức là của địch, cái này chữ địch này có nghĩa là của đối phương, của cái đội đối thủ ấy, thì được hiki hơn. Ở đây người ta giải thích cho mình cái chữ hiki này có nghĩa là
khi ni itte toku besu ni otsukau, có nghĩa là được đối xử đặc biệt hơn, nghe là bị, tức là được thiên vị hơn, à được thiên vị hơn. Ejibun ga umaku dekinai, mình không thể thể hiện tốt, thi đấu tốt và shiai de katsuyaku dekinai no wa kankyou ga warui kara da. Ở đây mình thấy câu này chủ ngữ là no đúng không các bạn? Cái việc mà mình không thể thể hiện tốt hay là mình không thể chơi được tốt trong một cái trận đấu, đó là do cái môi trường xung quanh nó tệ. À, ở trên này ta giải thích rồi đấy. Đấy, tệ là do ông bầu tệ, huấn luyện viên tệ này, hay là trọng tài thì thiên vị cầu thủ của đội bạn hơn. Đấy, kantoku no sei da. Cái này lỗi là do huấn luyện viên. À, tekki no senshu to play ga kami awanai. Thì play này là cái gốc từ cái chữ play trong tiếng Anh, có nghĩa là cái lối chơi á, nó không có hợp với lại cái cầu thủ của đội bạn. Rồi, jibun ga aru teido ganbatte iru tsumori no senshu wa tsui kou kangaete shimau mono desu. Thì những cái cầu thủ mà tưởng rằng là mà nghĩ rằng là ở một cái mức độ nào đó thì mình cũng rất là nỗ lực, mình cũng rất là cố gắng, những cái cầu thủ như vậy thì vốn dĩ là hay suy nghĩ như thế. Cô khăn nghe thầy cầu thôi là suy nghĩ như thế nhỉ, những suy nghĩ như trên thế này nè, tất cả là do môi trường xung quanh, bản thân mình rất là nỗ lực nhưng mà trọng tài thì thiên vị này, rồi không hợp tính khí với lại huấn luyện viên các kiểu, và chơi không hợp với lại cầu thủ đội bạn, như vậy tất cả là do cái môi trường xung quanh nó không có được tốt ha. Umaku naru tame ni jibun jishin to muki atte iru to sureba soko ni mawari wa issai kankei arimasen. Thì để mà tốt hơn ấy, thì nếu như mà tốt sư thì ba này là cái cấu trúc giả định nha các bạn, tốt hiện là giả sử như là mình mưu ký ớt thì được, tức là mình đối diện với chính bản thân mình. Nếu như mà mình đối diện với chính bản thân mình, và số cô ni mawari wa issai kankei arimasen, ở đó hoàn toàn không có liên quan gì đến những người xung quanh, đến môi trường xung quanh cả. Đấy, cái việc mà mình đổ lỗi cho con người hay là đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho sự vật hiện tượng xung quanh, nani nani se ni suru là có nghĩa là đổ lỗi ha các bạn, đổ lỗi nha, thì nó rất là rắc cư, thì nó rất là khỏe, rất là khỏe. Watashi kara iwasereba, nếu như mà để cho tôi được phép phát ngôn, tức là để cho tôi được nói cái ý kiến của mình ấy, thì hito no se mono no se ni suru no wa nigete iru to onaji desu. Thì cái việc mà đổ lỗi cho người khác hay là đổ lỗi cho những cái sự vật sự việc khác ấy, thì nó cũng giống như cái việc là chạy trốn thực tại, kiểu như vậy. Như vậy tóm lại cái bài này là tác giả muốn nói rằng là cho dù bạn có không có thể hiện tốt, cho dù là mọi thứ nó không có theo ý bạn đi chăng nữa, thì bạn cũng không có nên đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh, mà bạn hãy quay trở về mực kia ớt thế rồi với bản thân mình, tức là hãy quay về đối diện với chính bản thân mình, đừng có đổ lỗi gì cho những người xung quanh cả, vì cái việc đổ lỗi này nó không khác gì cái việc là chạy trốn khỏi thực tế. Rồi, câu số 1 này. Umaku naru tame ni wa mawari no sei ni shite wa ikenai. Để mà mình tiến bộ thì không được phép đổ lỗi cho những người xung quanh. Câu này mình thấy cũng hợp lý rồi đúng không ạ? Thì tạm thời mình sẽ để ngỏ ở đây nhé. Ni bảng, umaku naritai nara mawari ni awasete wa ikenai. Nếu như mà muốn tiến bộ thì không được phép là hòa nhập với những người xung quanh, không được phép phối hợp hay là hòa nhập với những người xung quanh. Để ý này hoàn toàn không có trong bài. Mawari kara warui eikyou a hyouka o uketara mittomenakereba naranai. Nếu như mà nhận được những cái lời đánh giá tiêu cực từ những người xung quanh thì cũng phải đón nhận. Cái này cũng hư cấu luôn, không có trong bài. Ganbatte itemo mawari kara mittomerarenai koto ga aru. Câu này có nghĩa là dẫu mình có cố gắng đi chăng nữa thì đôi lúc mình cũng không được những người xung quanh công nhận. Ý này cũng không có trong bài. Vâng, như vậy cái câu mình để ngỏ đây chi bằng lúc nãy chính là cái đáp án cuối cùng của câu số 57 này.
Rồi, như vậy là mình đã cùng nhau sửa qua 5 bài tam bưng đầu tiên trong phần môn đáy 10, đúng không? So môn đáy số 10 của đề thi tháng 7 năm 2019 phần đọc cai. Các bạn nhớ là bấm nút subscribe cái kênh YouTube của Sensei để theo dõi các cái video tiếp theo nhé. Từ môn đáy số 11 trở đi thì mình sẽ làm trong video tiếp theo. Nếu các bạn có câu hỏi hoặc là muốn nhờ Sensei tư vấn thêm về cái lộ trình luyện thi N2 hay là những cái phương pháp học làm sao để mà mình có thể tối ưu hóa được cái hiệu quả trong quá trình luyện thi N3, N2 thì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới cái video này, hoặc là các bạn có thể inbox cho Sensei ở trong Facebook. Facebook của Sensei là facebook.com/nhật huyền Đà Nẵng. Vâng, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé.